Một chiêu trò trong thực hiện diễn biến hòa bình với Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động là tác động vào nền tư pháp. Rõ nhất là mấy năm gần đây họ thường tuyên truyền xuyên tạc rằng Điều 117, Bộ Luật Hình sự là mơ hồ và đề nghị Việt Nam hủy bỏ điều luật này. Cứ sau mỗi phiên tòa có liên quan đến Điều 117 Bộ Luật Hình sự là một số cá nhân, tổ chức thù địch lại núp bóng bảo vệ nhân quyền lên án Việt Nam sử dụng điều này để xử lý những người chỉ trích ôn hòa nhằm vào Đảng Cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo và chính phủ. Không là ngoại lệ, sau khi Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang kết án và tuyên phạt 7 năm tù đối với Trần Văn Khanh, 62 tuổi, trú phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau về tội phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng vậy. Mấy ngày qua, cùng với đưa ra nhiều thông tin sai lệch về tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, trên VOA tiếng Việt và một số trang mạng thiếu thiện chí họ đòi trả tự do cho những người bị giam giữ vì thực hiện nhân quyền, họ tiếp tục đòi Việt Nam hủy bỏ Điều 117, Bộ Luật Hình sự. Đây là những luận điệu vô căn cứ, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của nhà nước Việt Nam về bảo đảm quyền con người. Việt Nam đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đảng và nhà nước Việt Nam rất quan tâm đến tăng cường đổi mới công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Mục tiêu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam là đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Hệ thống pháp luật Việt Nam chứa đựng những giá trị công bằng, nhân văn, chính nghĩa, vì nhân dân lao động và vì con người. Điều 117, Bộ Luật Hình sự 2015 quy định tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều này được sửa đổi, bổ sung từ Điều 88 Bộ Luật Hình sự năm 1999 với một số điểm mới theo hướng quy định cụ thể hơn và mở rộng phạm vi khách quan của tội này. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Bộ Luật Hình sự nói chung, Điều 88 của Bộ Luật Hình sự cũ nói riêng nhằm phù hợp với thực tiễn của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Các dấu hiệu, hành vi liệt kê trong Điều 117, Bộ Luật Hình sự đe dọa đến an ninh quốc gia, chế độ và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước đó, Điều 88 Bộ Luật Hình sự năm 1999 cũng là điều luật mà các thế lực thù địch, phản động ra sức tuyên truyền xuyên tạc và yêu cầu xóa bỏ. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng, việc ban hành Điều 117 Bộ Luật Hình sự là hoàn toàn phù hợp với các quy định của Hiến pháp. Mọi hoạt động tuyên truyền cho rằng Điều 117 Bộ Luật Hình sự là mơ hồ và đòi xóa bỏ điều luật này của các thế lực thù địch. Phản động là một đòi hỏi phi lý, đi ngược lại với lợi ích chung của toàn xã hội, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.